Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục làm video và cái video này tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một cái món ăn truyền thống của người Thái. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng những người phụ nữ Thái của chúng ta đi nhặt rau bợ các bạn nhé. Nhặt rau bợ về làm món rau bợ chấm nước mang chua các bạn nhé. Và bây giờ xin mời các bạn cùng chúng tôi đi. Nào xin mời các bạn, chúng ta đi thôi. Cùng đi nào. Sau một vòng đi tìm thì bây giờ chị em mới tìm được chỗ để nhặt rau các bạn ạ. Để chỗ này mới có rau bợ. Ngày xưa thì rau bợ rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì nói chung là nhiều người họ cũng chăm chỉ ấy. Thế là họ làm cỏ thường xuyên, cho nên bây giờ là nó cũng hơi hiếm. Na mi chẳng mi đấy nọ, na bên mi, bên bên mi á. Nói về món rau bợ thì chắc các bạn cũng đã từng ăn. Rau bợ thì có thể chế biến bằng luộc xong là nộm. Nếu chúng ta được lá của nó ấy. Đấy, nhặt được lá của nó, nhưng đây thì chúng ta sẽ nhặt cây của nó và chúng ta sẽ mang về chấm nước măng chua nhé các bạn nhé. Nước măng chua cũng thà ơi xỉu sửa chỗ ấy sao lắm ơi. Đấy, đồng lúa này là tông cậu các bạn nhé, tông cậu Thuận Châu nhé. Cái lúa rồi làng bàn rất là đẹp. Đẹp đẹp đấy. Ô, để bắn cái này ha. Đây, rau bợ. Bắt bè chăn xa. Nhà nhằm khẩu pin ông ấy đó, để pin ông cho nó phát rồi đấy. Phát phô, phô mặc kín phô số vào đây nó, em tài nè. Phải hết kép để ế cho để kín ế.
Thế bó à, bó kín nó sẽ đấy. Hình tờ là về trang kia phát cái gì nè. Lần hãy con nhìn tay đi chăn đó. Ăn là cả trang cả giỏi nữa. Ăn là cả trang cả dốc. Phật bên chăn cái gì. Đấy do bợ rất là tốt các bạn ạ. Chúng ta sẽ mang về rửa bùn thật sạch, rồi rửa rất nhiều lần với nước, xong lại ngâm với muối các bạn nhé. Ngâm với muối khoảng tầm 30 phút thì chúng ta mới ăn được, mới mang ra chấm nước măng chua. Rồi bây giờ chị em đã nhặt xong rau, bây giờ chúng ta bắt đầu về nhà để chế biến món ăn thôi. Đây, cả nhà ơi, đấy, rất là tốt. Đấy, đấy, đấy. Phụ nữ Thái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang vừa rất là đảm đang đây. Đây mọi người, chẹp chẹp nha. Rồi chúng ta về. Sạch, rửa rất nhiều lần xong về nhà lại rửa với nước sạch nữa các bạn ạ. Chăn anh chị ạ. Đem chăn chạ, tốn được chăn. Chị chạ tinh lần nọ. Chị ổn lần nọ. Rau tươi ngon chưa các bạn? Đấy, rất là non, rất là ngon, nhìn đã ngon rồi. Rửa đi, rửa thật sạch sạch ấy. Rửa sạch rồi lên rửa lại xong ngâm nước muối nữa. Đi chiếc khéo. Chiếc khéo phủa mất kì nè nó. Nó pa nó. Khéo nó lâm mất kì nè nó. Mừng là mía cả há dệt là há kín thôi. Vẫn đi bảo na lơm mới kìa này. Sợi cốc lẩu nên nó là bến mà le. Phát bèn chẩm sổm mà nè. Phát bèn chẩm sổm nha, phước ăn mươn. Kìn lẩu máu là cắp phát bèn chẩm sổm là phước ăn mươn quá. Chân hình, chân hình. Sạch xong lửa đi bẩn vậy. Nhìn ngon quá. Đấy nhặt cả một buổi chiều. Cả một buổi chiều mới tìm được cái món ngon này. Khoảng tầm 30 phút, chúng ta sẽ ngâm nước muối tầm 30 phút cho nó khử trùng khử khuẩn đi. Trong khi chờ đợi chúng ta ngâm rau, ngâm muối thì bây giờ chúng ta làm nước chấm nhé các bạn nhé. Đây, nước măng chua đây, bát nước măng chua đây. Đây rau húng các bạn nhé. Măng chua rồi là tỏi này, chúng ta băm tỏi này. Cho tỏi vào, băm thật nhuyễn tỏi. Rau húng chúng ta thái thật
thật nhỏ ra. Nước chấm của chúng ta đấy các bạn ạ, làm cho nó vừa mì vừa muối như nước chấm của chúng ta thôi. Không chua đâu, không cho ít thôi. Ở má nó có ở má sợ phải không? Ăn sống lành đấy, cái nâu lên. Ai hôm năm sổ mình nhỉ? Năm sổ. Chim thử luôn nào bạn. Chép cho xem. Lấy hạt xem luôn nào. Chép bên phía đôi. Chép cho nó. Chim thử. Rồi, sau khi chuẩn bị nước chấm xong, bây giờ bắt đầu ăn. Đấy, rau mượn của chúng ta này các bạn. Thử xem, vừa chưa. Ăn đi, ăn đi. Mời mọi người nhá. Ăn rau bợ chấm măng chua nhá. Món chua từ rau bợ đây các bạn ơi. Cắm nồi thì nó chỉ miếng này vậy khỏi cái này. Ăn đi, quay xong hay ăn sau. Nhớ để dành phần nhé, như hôm qua món nộm lá nhồi là tôi không được ăn đâu. Về nhà ăn hết rồi. Ngon quá, ăn hết lắm. Ngon quá nhỉ. Kẹp kẹp mọi người ạ. À. Chơi may lắm mọi người ạ. Ăn đi, cay à, cho vào cho nó cay à. Mọi người ăn đi, ngon lắm. Cay ngon. Ngon hết nó ngon. Món này là món yêu thích của em Hiến. Ai chả yêu thích thì ba bốn chị em đều ăn để khen ngon rồi. Từ bé ngày xưa này, ngày xưa thì nó nhiều, bây giờ hơi hiếm, tìm mãi mới được. Tìm cả buổi chiều mới được từng này. Sao cửa lại sớm rồi. Ăn đi, ăn mạnh vào đi chị em ơi. Các cháu ơi, ăn cùng bà nhé. Thế nào, bà Tân vlog nào. Hãy chuyển sang bà Mai vlog rồi. Để chuyển sang bà Mai bà Linh vlog. Ăn mạnh vào nhé, bà Linh vlog ơi. Ăn mạnh vào nhá các cháu nhá. Chào bên. Dưới đã ai kiểm tra không? Cô cả hạt chất chia dọa lắm không? Đấy nha các bạn nhé, tôi phải ăn thôi. Không cưỡng được rồi. Làm một miếng nữa. Ôi, trông ngon thật đấy. Nước chấm rất là ngon đấy. Nước măng chua này rất là ngon đấy. Cho nhiều ớt thì nó sẽ ngon hơn. Vừa ngon vừa thật các bạn. Nước chua vừa. Nó no quá nha, ăn cho no quá tí là chiều lại không ăn cơm được đấy. Mọi người ăn hết cái này nhá. Ăn đi còn nhiều. Ăn hết, cho anh miếng ăn hết mới được về chưa, nha. Chưa cắt cân được. Làm vài miếng cho cắt cân này. Tay anh tự chấm mới ngon. Nào, xin mời. Món này ai ai ăn đầu tiên chắc là nghiện luôn đấy.
mít cá mỏ cá chép. Cá chép là mít cá mỏ. แซ่บหลายได้อีกเด้แซ่บหลายกินข้าวหลายรอติดกรรมนะ Vậy nhé các bạn nhé, video của chúng tôi sẽ kết thúc tại đây nhé. Hẹn gặp các bạn trong video lần sau nhé.